Thưa chị, từ đây chị sẽ là chủ nhà này ạ. Xin mời chị. Em mời chị ạ. Bọn em đã sắp xếp và bài trí theo sự chỉ đạo của anh Hùng. Nếu chị không hài lòng ở đâu thì có thể báo lại với em. Mời chị lên trên. Anh Hùng biết chị thích đọc sách nên đã bố trí riêng phòng này. Ở đây đều có đầy đủ những cuốn sách mà chị thích. Bên này là phòng ngủ, mời chị. Mời chị. Dạ thưa chị, từ giờ chiếc xe này sẽ là của chị ạ. Chị muốn đi đâu thì cứ gọi em ạ. Mời chị. Chị ơi, ông chủ mới biết chị không cho em lái xe, ông chủ sẽ mắng em đấy ạ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dạ. Không sao đâu. Xin giới thiệu với mọi người, đây là em dâu tôi, Thu Thủy. Giới thiệu với em, đây là toàn bộ ban lãnh đạo của tập đoàn, cũng như giám đốc các công ty. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô Thu Thủy sẽ là trợ lý đặc biệt của tôi, kiêm giám sát và kiểm tra tất cả các chi nhánh phía Bắc. Cô Thủy có quyền kiểm tra các hoạt động của các chi nhánh. Tôi đề nghị các ông bà có liên quan hợp tác thật tốt với cô Thủy. Chúng tôi rất là vui mừng khi mà được cô Thủy về đây để hỗ trợ. Và chúng tôi sẽ hứa là sẽ hợp tác thật tốt với cô Thủy trong thời gian sắp tới để đưa cái tập đoàn của mình ngày càng phát triển một cách vững mạnh ạ. Đưa cả tập đoàn mình đi lên. Thế còn về chế độ lương và thưởng, tôi đề nghị bên bộ phận kế toán tài vụ thực hiện ngay. Dạ em biết rồi thưa chủ tịch. Thưa anh, cho phép em nói vài lời với mọi người ở đây. Tự nhiên. Vâng. Kính thưa chủ tịch, kính thưa quý vị, tôi rất là vinh hạnh được đồng hành cùng mọi người trong sự nghiệp chung của tập đoàn. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để làm tròn trọng trách. Rất mong quý vị hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để tôi nắm bắt nhanh công việc của tập đoàn.
Xin cảm ơn. Hai mươi phút nữa, giám đốc chi nhánh xuống phòng tôi, dẫn cô Thủy đi để thực tế tất cả công việc sắp tới. Cuộc họp giải tán. Ngồi đi em. Để em. Hôm nay nhìn em lộng lẫy xinh đẹp như một quý bà thực sự. Cũng tại anh đấy, chứ em thì quen giản dị rồi. Người ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu thì buộc phải có chiếc áo. Em không ngờ anh còn là người thông kim bát cổ như thế. Nói về đường học hành thì chưa chắc em đã bằng anh. Ngày xưa ấy, anh thi toàn đứng đầu tỉnh, được cử đi học ở Liên Xô đấy. Thế điều gì đã khiến một trí thức Tây học trở thành một doanh nhân thành đạt thế này? Cuộc đời có nhiều khúc quanh lắm, mà không bao giờ mình nhìn thấy trước được em ạ. Theo em, người giỏi thì thả vào đâu cũng có thể tỏa sáng anh ạ. Anh là thợ săn đầu người. Đừng hiểu sai ý anh. Ý anh là anh muốn thu nạp những hiện tài. Tất cả những người em được làm việc vừa rồi, họ có bộ óc khủng đấy. Khi chúng ta được làm việc với họ thì chúng ta sẽ trưởng thành rất nhanh. Em còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, mong anh dạy dỗ em nhiều hơn. Chỉ cần em trung thành thì sự nghiệp của em sẽ rạng rỡ lắm. Khi đó em chỉ dưới một người và trên nghìn người, em hiểu chứ? Qua mấy tiếng làm việc với em, anh tin rằng em có thể thay anh điều hành công việc ở đây. Còn thằng Hùng sau này anh sẽ giao cho Hùng quản lý cái bệnh viện, còn em sẽ quản lý toàn bộ công việc ở đây và cả bên Pháp cho anh. Nhiều việc thế sao em kham nổi ạ? Anh không cần ông thợ, anh cần một cái máy cái. Công việc của em là em không phải làm gì cả, nhưng em phải tách mình ra khỏi công việc. Em sẽ trượt trên một tầm cao mới. Chỉ có ở trên ấy thì em mới nhìn xuống những cái còn hạn chế để mình xử lý, hiểu không? Em hiểu rồi. Anh chỉ cần mở lời như vậy, em biết mình phải làm gì. Thì bắt đầu từ hôm nay, em chính thức quản lý cho anh các chi nhánh phía Bắc. Việc của em là kiểm tra toàn bộ các báo cáo tài chính và các báo cáo về các dự án đầu tư, sau đó trình lên để anh xem nhé. Vâng. Vậy nếu như có thất thoát, sai phạm thì sao hả anh? Em hoàn toàn được đuổi việc từ phó giám đốc trở xuống. Còn giám đốc thì báo cáo lên anh để anh xử lý. Dạ.